Hi, mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với người anh em một dòng sản phẩm quản lý nguồn dùng để đóng mở tất cả các thiết bị âm thanh của nhà mình ha. Nó chống nhiễu oxy và nó đóng mở theo trình tự mở, ví dụ như mở thì mở từ vang số micro mixer rồi đi xuống mở con đẩy là cuối cùng, và tắt thì ngược lại ha, tắt thì tắt con đẩy trước rồi tới tắt thì tắt từ dưới lên trên, rồi mở thì trên xuống dưới, nói kiểu vậy cho dễ hiểu ha. Một con quản lý nguồn của hãng Gutin, hàng thương hiệu của Đức ha. Đây, một thương hiệu của Đức được sản xuất tại BDC tại China ha. Model của nó là Gutin G90 Brabus ha. Đó, cái vỏ nó nằm ở ngoài như thế này ha. Đó, cái vỏ nằm ngoài như thế này. Còn trong này thì còn cái hộp nữa này, còn cái hộp rồi catalog hướng dẫn sử dụng nữa ha. Đây, em đã tháo sẵn ra một con như này ha. Tem thì tem bảo hành của hãng, bảo hành 1 năm ha. Nó dán tem nên mình cũng ngại, mình không có tháo ra ha. Ở mặt đằng sau thì gồm có 8 lỗ cắm nguồn ha. 8 lỗ cắm nguồn từ số 1 đến số 8 ha. Con này thì được sản xuất tại BDC nha nè. Anh em thấy Made in BDC. Made in BDC ha. Đấy, chung là rất là đẹp. To lắm, bự lắm, cái dây nguồn của nó là tới 60mV ha. Dây này là phải 60mV. Công suất chịu tải rất là lớn. Mình đã cắm điện, mình test thử cho anh em coi ha. Mở cái quản lý nguồn lên thì bắt đầu mở 1, 2, 3. Anh em nhìn thấy cái đèn xanh nó đang đếm dần dần không? 5, 6, 7, 8 ha. Con này nó có cái đồng hồ đo điện áp chính xác luôn nha anh em, chính xác, cực kỳ chính xác. Về setup theo ngày giờ mình định luôn bằng cái menu này. Đó, mình nhấn luôn là nó tắt từng con ha. Anh em thấy chưa? Đó. Nó có thay đổi trạng thái tắt từng con luôn. Rồi, có hai cái lỗ nguồn ở mặt trước này là luôn luôn online ha. Hai lỗ nguồn này là luôn luôn online, lúc nào cũng có điện, cứ cắm quản lý nguồn luôn là có điện ha. Còn 8 lỗ đằng sau là đóng mở theo cái này ha. Ví dụ như mình tắt cái này đi là nó sẽ tắt ha. Tắt này, tắt từ số 8 đến từ số 8 đến số 7, số 6, tới số 5, số 4, số 3, số 2, số 1, đó là tắt. Anh em thấy không, hình dung ha. Đó, còn quản lý nguồn rất là đẹp ha. Con này là dùng để mình điều khiển đóng mở tất cả các thiết bị. Nói ví dụ như dàn máy mình có 3 thiết bị như này ha, một con mixer, 2 con đẩy, thì mình cắm con đẩy là vô lỗ số 1 đến lỗ đến 2, con này là lỗ số 8, số 1, số 2, số 3 đi. Thì khi mình bật nguồn lên thì nó sẽ cấp nguồn cho mixer trước, rồi tới con đẩy là tới con đẩy cuối cùng. Khi mà mình tắt máy á thì nó tắt đẩy trước để cho anh em mình tránh cái hiện tượng bụp loa, nổ loa, hư loa, hỏng loa ha. Thì khi tắt là tắt con đẩy trước, đẩy tắt rồi tới mixer tắt, thế là xong. Nó là một con quản lý nguồn không thể thiếu trong bộ dàn của anh em mình ha. Và giá con này, giá hãng đang niêm yết giá rất là cao, nhưng hôm nay mình chỉ bán chỉ có 2,5 triệu thôi ha. Anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm thì lên trang web gutin.vn, search cái model G980 và Brabus này là sẽ thấy giá cao ngất ngưỡng, nhưng mà hôm nay mình bán chỉ 2,5 triệu thôi ha anh em ha. Rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại.